Sachena su
Thank you.
Kính thưa Lạy Chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta lại có thêm một ngày tu học ở trong thời đại dịch Corona. Trên giờ phút này thì ở tại Hoa Kỳ và Âu Châu, tất cả quốc gia vẫn còn đang lúng túng đối diện trước đại dịch ngày càng gia tăng với cái mức độ lan rộng gần như là làm tê liệt phần lớn các quốc gia. Chính như vậy mà con số người bị lây nhiễm và số thương vong, số tử vong gia tăng một cách nhanh chóng.
Tất cả chúng ta ở trong mùa, ở trong thời đại dịch này, điều mà chúng ta mong mỏi đó là làm thế nào để cuộc sống tinh thần của chúng ta được tốt, và tốt về cả hai phương diện, vừa là an trú chúng ta ở trong cái niềm tin vững vàng, xin hỏi quý vị có còn nghe được không? Chưa được. Quý vị, trong bài học ngày hôm nay chúng ta đặc biệt là trở lại với của ngài trên cha, tuy rất là ngắn nhưng mà ở qua đó ngài là cuộc sống, nó là một cuốn sách, nó là một trường học. Chúng ta sẽ học rất nhiều từ cuộc sống thực tại thay vì chỉ học qua sách vở. Và có lẽ hơn bao giờ hết, mùa đại dịch corona đặt chúng ta vào một cái vị thế là chúng ta phải đối diện với thực tại. Nhưng mà làm sao từ đó mình học được những bài học? Đó là nội dung của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì xin kính chỉnh từ đó hướng dẫn để chúng trang nghiêm chính từ đó mình học. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc thiện thệ thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng trí giả thân. Đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tế phẩm, kính lễ, và thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết, người sầu hết sầu bi. Do với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền, chư thiên đã sinh tùy hỷ phước lành các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chân chúng ta mới thành. Tức là chư công đức và chư quý Phật tử, những lý do khiến chúng ta không có đối diện với thực tại là tại vì chúng ta sẽ sống trong mơ mộng. Có thể một con người hàng ngày làm đồ tắc bật tối nghĩ đến cái kết quả 20 năm nữa sẽ có nhà cao cửa rộng, sẽ có đầy đủ tài sản thế này thế khác, thì người ta tiếp tục dịch mộng và sống trong mộng.
Thưa quý vị quan hỷ, hôm nay chúng tôi có chút vấn đề, không biết sao cái đường truyền tự nhiên nó gặp khó khăn. Do đó bây giờ chúng tôi phải dùng lại điện thoại. Thưa quý vị, thường thường buồn chán của hiện tại như là nghĩ đến tương lai mà chúng ta vui, nhưng mà nghĩ đến hiện tại ngày nào cũng lặp đi lặp lại cuộc sống chừng đó, và mình cảm thấy lê lết có tháng ngày. Đó là điều mà chúng ta rất là chán nản, không muốn sống vào thực tại. Một lý do khác nữa mà khiến cho chúng ta thường đánh mất thực tại là cái tâm của chúng ta quen sống với lý tưởng. Cái gì cũng lý tưởng, cái gì tốt, cái gì mà hào hứng nhất. Và chúng ta quên rằng cuộc sống nó vốn không có toàn hảo, nó là một sự pha trộn giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái mình thích và cái không thích. Và nếu chúng ta quá lý tưởng với cuộc sống này, đôi khi đặt chúng ta vào trong một cái tình trạng là chúng ta rất là sợ hiện tại. Đại dịch corona nó là một trường hợp mà với tất cả chúng ta có thể nói trong cuộc đời lần đầu tiên mới một số rất lớn cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy lo sợ và cảm thấy cả rất là vất vả, những xót đột từ công ăn việc làm đến vấn đề sức khỏe, vấn đề cuộc sống bị cô lập. Chắc chắn rằng đại dịch sẽ đi qua, nhưng khi đại dịch đã đi qua rồi thì câu hỏi chúng ta đặt lại là ai còn ai mất và thế giới sẽ ra sao, công ăn việc làm sẽ ra sao. Thì chúng ta tự ám ảnh mình với những câu hỏi về tương lai và chúng ta vốn không trả lời được câu hỏi đó. Thì hôm nay quý vị chúng ta đọc lại một bài, thật ra đoạn này là trích ở trong quyển Mặc Hồ Tĩnh Lặng, mà ở trong đó Ngài Ajahn Chah Ngài lưu ý một số những rất là thực tiễn trong đời sống. Nếu mà chúng ta sẽ áp dụng được thì nó sẽ cho chúng ta có nghị lực, có đủ sự can đảm đến gần với hiện tại. Nó cũng là một trong những đề tài rất là thú vị. Bây giờ mời quý vị quan hỷ đọc cho bài này và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin quý vị quan hỷ đọc cho. Nam mô Bố Thầy ạ, con kính cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng đã mở đầu cho chương trình hôm nay. Thì con xin tập sống với thực tại, trích từ Mặc Hồ Tĩnh Lặng, Thiền sư Ajahn Chah, tỳ kheo Khánh Hỷ chuyển dịch. Đừng bắt chước. Người thường có khuynh hướng bắt chước theo thầy của mình. Họ trở thành bản sao, hình chụp hay rập khuôn theo thầy. Chẳng khác nào chuyện người huấn luyện ngựa cho nhà vua sau đây. Người huấn luyện ngựa cho nhà vua chết. Nhà vua thuê một người huấn luyện mới. Bất hạnh thay, người mới này bị kiễng chân. Những con ngựa mới và chọn lọc kỹ càng được mang đến cho y. Và y đã huấn luyện chúng chạy, phi nước kiệu, kéo xe. Nhưng tất cả những con ngựa nhỏ đều có bước đi khập khiễng. Thế là nhà vua cho gọi người huấn luyện đến hỏi. Khi thấy y khập khiễng bước vào chầu, nhà vua hiểu ra mọi lẽ và tức khắc mướn một người huấn luyện ngựa khác. Quý sư phải ý thức đến sức mạnh của những cử chỉ và lối sống, lối tu hành của mình. Và quan trọng hơn là học trò, các bạn ảnh tư thái bên ngoài mình. Vị thầy chỉ muốn bạn kiện toàn phần nội tâm của bạn. Tuệ nội tại của bạn làm mô mẫu. Đừng bắt chước dáng đi kiện của thầy. Thế nào là tự nhiên? Nhiều người muốn hành đạo một cách tự nhiên.
sống ở đây không hợp tự nhiên. Tự nhiên là cây trồng, nhưng nếu bạn cất một ngôi nhà, phải chăng sự tự nhiên không còn nữa? Nếu bạn biết cách sử dụng cây, xẻ gỗ và nhà, cây sẽ có giá trị với bạn nhiều hơn. Hoặc giả như con chó tự nhiên chạy đây chạy đó theo sau cái mũi của nó, ném một khúc xương thì cả đám chó chạy đến cấu xé nhau. Đó là tự nhiên mà bạn muốn. Nghĩa đúng thực của tự nhiên có khám phá ra bằng giới luật và sự hành thiền. Sự tự nhiên này vượt qua thói quen, điều kiện và nỗi sợ hãi của chúng ta. Nếu con người tự do tiến đến cái gọi là tự nhiên theo cảm tính, không cần rèn luyện cảm xúc, tâm sẽ dẫy đầy tham lam, sân hận và đau cũng phát sinh từ đấy. Qua thực hành, chúng ta có thể cho phép cây trí tuệ và tình thương trưởng thành một cách tự nhiên, bất kỳ nơi đâu, cho đến nó đơm hoa kết trái. Điều hòa, ba điểm căn bản thực hành là thu thúc lục căn, nghĩa là không chìm đắm và dính mắc lục dục lạc ngũ trần. Ăn uống tiết độ và tỉnh thức. Một, thu thúc lục căn. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một cơ thể bất bình thường, mù, đi, vẹo, vân vân. Nhưng rất khó khăn nhận được một tâm hồn bất thường. Khi bắt đầu hành thiền, bạn sẽ thấy mọi sự khác hẳn. Bạn sẽ thấy một tâm hồn méo mó mà trước đây bạn thấy có vẻ bình thường. Bạn sẽ thấy nguy hiểm ở nơi mà trước đây bạn không thấy. Đây, giúp bạn thu thúc. Bạn trở nên nhạy cảm, như người đi vào rừng sâu, ý thức được mối nguy hiểm của thú dữ, rắn độc, gai nhọn, vân vân. Người có vết thương mới rất thận trọng trước sự nguy hiểm của ruồi và muỗi độc. Cũng vậy, hành thiền, mối nguy hiểm phát xuất từ các đối tượng của giác quan, lục trần. Bởi thế, thu thúc lục căn là loại đức hạnh cao nhất. 2. Tiết độ ăn uống. Nhưng ăn ít tiết độ như một thiền sinh thì thật khó khăn. Thay vì ăn chay thường xuyên, hãy học cách ăn trong chánh niệm. Ý thức sự của mình, học cách phân biệt giữa muốn và cần. Đào luyện cơ thể, không phạ mình. Không ngủ, không ăn, đôi lúc có vẻ cực đoan, nhưng nó có giá trị của nó. Bạn phải thực sự để sự biến nhát và phiền não, khuấy động chúng lên và quan sát chúng. Một khi hiểu được chúng, thì những sự thực hành có vẻ cực đoan trên sẽ không cần thiết nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải ăn, ngủ, nói ít lại, nhằm đè nén tâm lý và khiến chúng tự lộ diện. 3. Tỉnh thức. Muốn có chánh niệm thì phải có nỗ lực liên tục, chứ không phải chỉ siêng năng một lúc rồi thôi. Dù bạn hành thiền suốt đêm, nhưng những lúc khác bạn để cho lười biến ngự thì cũng không phải là hành thiền. Phải luôn luôn theo dõi tâm, như cha mẹ theo dõi con cái, bảo vệ chúng, không để chúng làm bậy, dạy cho chúng biết điều đúng. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng có đôi lúc bạn không có cơ hội để hành thiền. Bạn phải mình. Điều này cũng cần thiết như sự hô hấp của bạn. Bạn phải tiếp tục thở bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Nếu bạn không thích một vài hoạt động nào đó, như tụng kinh hay làm việc chẳng hạn, thì bạn bỏ chúng để hành thiền. Như thế thì chẳng bao giờ bạn được tỉnh thức. Hãy nương tựa vào mình. Phật dạy, người nào muốn hiểu biết thấy rõ chân lý. Thế nên không có chút khác biệt nào giữa những lời tán dương và câu chỉ trích. Dầu người ta nói thế nào cũng không quấy rầy được. Một người không tự tin
sẽ cảm thấy mình xấu khi bị kẻ khác chê xấu. Hãy tự xét. Nếu họ nói sai, hãy quên đi. Nếu họ nói đúng, hãy học theo họ. Bất kỳ trường hợp nào xảy ra cũng chẳng có gì. Tại sao phải giận dữ? Nếu bạn có thể nhìn sự vật như vậy, bạn sẽ thật sự bình an. Chẳng có cái gì là sai cả. Tất cả đều là pháp. Nếu bạn thật sự sử dụng khí cụ mà Đức Phật đã ban cho bạn, bạn sẽ không cần phải ganh tị với người khác nữa. Trong khi những tự biến chỉ muốn nghe và tin, bạn có tự tin và có thể kiếm sống bằng sự nỗ lực của chính mình. Tuy thế, nếu khi thực hành bạn chỉ sử dụng những gì bạn có thì cũng phiền toái, bởi vì chúng là của bạn. Ban đầu có lúc bạn nghĩ việc hành thiền thật khó khăn và bạn đã khư khư nắm giữ những cái tốt của kẻ khác. Thế rồi, Đức Phật dạy bạn phải làm với những gì bạn có và bạn nghĩ rằng mọi chuyện đều êm xuôi tốt đẹp. Nhưng rồi bạn lại thấy khó khăn nữa. Đức Phật lại dạy thêm, nếu bạn dính mắc và nắm giữ điều gì, dù của chính bạn hay của ai đi nữa, bạn cũng gặp phiền toái. Nếu bạn chạy bếp hàng xóm, nắm một cục lửa, bạn sẽ bị phỏng tay. Nếu bạn nắm cục lửa nhà bạn, bạn cũng bị phỏng tay như thường. Vậy thì đừng nắm giữ việc gì cả. Đó là lối thực tập áp dụng ở đây. Phương pháp trực tiếp. Tôi không bằng lòng với ai. Nếu tâm lý học tranh cãi với tôi sẽ không tranh cãi. Tôi chỉ trình bày cho thấy nhân và quả, để bạn hiểu chân lý của pháp hành. Chúng ta tất cả đều phải nương tựa nơi chính mình. Biết người. Hãy tìm hiểu chính thân tâm của bạn. Bạn sẽ hiểu người khác. Gương mặt, cử chỉ, hành động của một người phát xuất từ trạng thái tâm của người ấy. Đức Phật có thể đọc được chúng bởi vì Ngài có kinh nghiệm và nhìn thấy với tuệ trạng thái tâm làm căn bản cho những biểu lộ ấy. Cũng như một người già lão luyện đã trải qua thời thơ ấu, hiểu rõ tâm lý trẻ con. Sự tự tri này khác với trí nhớ. Nhưng bên ngoài có vẻ lờ đờ. Để học hỏi đối với họ rất khó khăn vì họ quên tên, quên mặt, vân vân. Có thể họ biết rõ ràng họ cần một cái thao, nhưng vì trí nhớ kém, họ nói lấy cho họ một. Nếu bạn thấy tình trạng sinh diệt trong tâm và không dính mắc vào tiến trình để trôi qua cả hạnh phúc lẫn đau khổ, sinh của tâm sẽ ngắn dần, ngắn dần. Để cho chúng trôi qua, dù bạn có rơi vào địa ngục nữa thì cũng đừng lo lắng thái quá, bởi vì bạn biết rằng địa ngục cũng vô thường. Hành thiền đúng đắn thì bạn sẽ thản nhiên nhìn nghiệp cũ diễn ra và tiêu dần. Bạn biết cách sinh diệt của vạn vật, sinh diệt của sự vật. Bạn chỉ cần tỉnh thức, chánh niệm, rồi để chúng tự nhiên trôi chảy theo dòng của chúng. Cũng như trường hợp có hai cội cây, nếu bạn vung phân tưới nước cho một cội cây, tại sao một cây lên tốt còn một cây thì eo uột? Để mặc người ta, đừng tìm lỗi người. Nếu cách cư xử của họ sai lầm, bạn cũng chẳng cần làm khổ mình mà chi. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Đức Phật từng theo học với nhiều thầy. Ngài thấy phương pháp của thầy thiếu sót, nhưng Ngài không gièm pha hay làm thầy mất thể diện. Nhờ học hỏi với thái độ khiêm nhường và nên Ngài thâu thập lợi ích trong khi sống với các thầy. Thật vậy, học với họ, Ngài mới biết hệ thống của họ chưa hoàn hảo. Lại nữa, khi Ngài thành đạo, Ngài không chỉ trích hay cách dạy lại họ. Sau khi ngộ, Ngài kính cẩn nhớ lại những vị thầy Ngài đã theo học và muốn chia sẻ với họ sự hiểu biết
mà Ngài mới tìm ra. Tình yêu thật sự. Tình yêu thật sự là trí tuệ. Tình yêu như phần lớn mọi người nghĩ chỉ là một ăn. Có một món ăn thật ngon, nhưng nếu mỗi ngày bạn đều ăn như thế, chẳng bao lâu bạn sẽ chán lên tận cổ. Cũng thế, tình yêu đó cuối cùng đi đến thù hận và phiền muộn. Hạnh phúc thế gian bao gồm tham ái và luôn luôn dính liền với đau khổ. Đau khổ theo sau hạnh phúc thế gian như cảnh sát theo sau tên trộm. Tuy thế, chúng ta không thể loại bỏ hay ngăn trở loại cảm giác này. Chúng ta không hay đồng hóa với chúng, mà chỉ cần chúng là gì, sau đó pháp sẽ có mặt. Một người yêu một người khác, rồi cuối cùng người yêu ra đi hay lìa đời, than khóc hay nhớ tưởng lâu dài, nắm giữ cái đã thay đổi là đau khổ, chứ không phải là tình yêu. Khi chúng ta thể nhập chân lý, không còn cần hay muốn nữa, trí tuệ và tình yêu thật sự sẽ lấn át tham ái và tràn ngập thế gian. Học hỏi qua cuộc sống, buồn chán không phải là chuyện thật. Nếu nhìn gần, chúng ta sẽ thấy tâm luôn luôn hoạt động. Như vậy, ta luôn luôn có việc để làm. Hãy nương tựa vào chính mình để làm công việc lặt vặt trong nhà, như dọn dẹp sạch sẽ sau khi ăn, làm công việc trong nhà một cách thận trọng, không khua chén bát, không rống sầm cửa. Những việc lặt vặt này giúp bạn tiến hành định tâm và khiến cho việc hành thiền dễ dàng hơn. Chúng cũng có thể chứng tỏ rằng thật sự có chánh niệm hay vẫn còn lạc lối trong phiền não. Những tay hay vội vã, bởi thế bạn cũng sẽ có hạnh phúc, đau và phiền não cực lớn. Nếu bạn hành thiền đúng đắn, việc đương đầu với nhiều vấn đề của bạn, trí tuệ và Nam Mô Bát Tha Giá, bài viết đến đây đã chấm dứt. Chúng con cùng thỉnh thường gọi cho đoạn trở lại. Xin cảm ơn cô. Kính bạch chư Tôn đức Hòa Thượng, quý Phật tử. Ở trong thời đại dịch đang lan rộng, người bị lây nhiễm và một số lớn tử vong. Chúng ta thường nghĩ rằng có những chuyện rất là đáng bận tâm. Chúng ta bận tâm về những con số. Khi mà số người lây nhiễm lên tới 600-700 ngàn người, và con số chết, người chết nói chung và số người chết từng quốc gia nói riêng, nhiều khi làm cho chúng ta cảm thấy rất là chóng mặt. Chúng ta cũng quan tâm đến kinh tế, đến những cái mặt hàng nhu yếu mà chúng ta xài hàng ngày. Rất nhiều điều để quan tâm. Và đi kèm với sự quan tâm đó là những băn khoăn, lo lắng. Ở trong cái nhìn của Phật tử, thứ vì cuộc sống là dù là thuận hay nghịch, vui thêm thì nó đều là những bài học quý báu để chúng ta hiểu bản chất của đời sống, việc là mình hiểu về nội tâm của mình. Thí dụ như trước đại dịch, khi mà ai nói rằng bạn sẽ chết không, có thể chúng ta chỉ diện vì muốn chứng tỏ, thì chúng ta nói rằng tôi không sẽ chết, hoàn toàn không sẽ chết. Nhưng khi
đại dịch xảy ra, chúng ta lo lắm, trời đông trời đó, rồi thậm chí bình thường mình là một người rất tỉnh táo, rất có trí tuệ, học Phật pháp rất là nhiều. Những giờ phút đó thì chúng ta lại rơi vào trong cái trường hợp là tin những điều bằng tư cách mình. Không biết cái gì đó thì nhiều khi chúng ta tin một cách rất là bừa mà thiếu đi cái sự bình tĩnh để nhận định rằng những điều đó đúng hay sai. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sống trong một thời đại mà đã qua các mạng xã hội, như là khi nghe không biết bao nhiêu là những ý kiến, có người bên có kẻ chống. Có nhiều người lựa chọn sự im lặng và nghĩ rằng đó là cách an toàn nhất. Thực ra nó cũng không phải là cái gì dở lắm nếu chúng ta im lặng. Nhưng mà rồi chúng ta không thể im lặng đến những vấn đề trực tiếp liên hệ đến mình. Ví dụ như bây giờ người ta kêu gọi cách ly, kêu gọi mọi người ở nhà để giảm bớt lây lan. Chẳng hạn, mặc dù chúng ta ở thì chính quyền đã kêu gọi rồi, nhưng mà nếu chúng ta lái xe ra bên ngoài thì cũng không có ai chặn lại, cũng không ai hỏi đi đâu, chạy ngược chạy xuôi chạy ra thành phố không thành vấn đề. Chỉ đơn giản là mình đến một số nơi nào đó, ví dụ như là đến siêu thị đi mua hàng hóa thì người ta bắt xếp hàng để chờ đợi những số thiểu số nào đó vào bên trong được. Những người đó xong họ đi ra thì mình mới đi vô. Và dĩ nhiên chúng ta phải đứng một cái khoảng cách xa với nhau. Thưa quý vị, hôm nay MIT là một cái học viện có uy tín về khoa học của Hoa Kỳ. Họ đã làm một cái nghiên cứu, bởi trong đó cho chúng ta thấy rằng cái khoảng cách 16 feet hay là 2 thước thực sự nó không đủ an toàn. Bởi vì coronavirus có thể sống ở trong không khí tới 3 tiếng đồng hồ. Một người họ đã đi khỏi rồi, nhưng mà nếu vào trong siêu thị thì virus vẫn còn lãng vãng đâu đó. Chúng ta không được phòng phòng kỹ thì nó vẫn có thể lây lan, lây nhiễm chúng ta. Thậm chí nó có thể sống trên sàn nhà thời gian rất là lâu, một ngày, hai ngày, ba ngày. Chúng ta đập rồi mang theo virus và chúng ta cũng bị lây nhiễm được. Chỉ như vậy mình không cảm thấy thực sự là an toàn, mình luôn luôn cảm thấy âu lo. Ở đây ngài cha cha đó, ở trong tinh thần của người có Phật, không phải chúng ta cuộc sống là một con hầu hay tự an ổn chính mình, mà đề nghị là chúng ta nhìn cuộc sống như là quyển sách mở, như là những bài học. Những điều này rất lợi lạc nếu chúng ta đọc thẳng vào thực tại ở trên chính thân tâm của mình. Mình đang vui hay đang buồn, đang lo sợ hay đang thanh thản, đang bực bội hay đang ham muốn. Và sau khi mình nhận ra được điều đó, chúng ta có thể hỏi nguyên nhân. Thí dụ, mình muốn được bình an, bây giờ hoàn cảnh nó còn rất bất an, thì liên hệ ý muốn của mình
Chúng tôi xin quý vị có một thời gian đi máy bay. Và có lúc máy bay rất hai ba nơi bị khủng bố, vì lý do máy bay Boeing 737 Max cũng có vấn đề trong việc chế tạo. Nhưng mà khi một loạt máy bay mà bị rớt thì để trấn áp hành khách như vậy, người ta vẫn nói rằng cho dù vậy có hai ba chiếc máy bay rớt trong thời gian ngắn, nhưng cái tỷ lệ người đi máy bay so với thì đi máy bay vẫn an toàn hơn nhiều. Đây họ lấy con số là bao nhiêu triệu người đi xe đi máy bay, thì cái số mong đi máy bay còn ít so với đi xe hơi. Phải thống kê sai. Nhưng mà thưa quý vị, những con số đó người ta nói lên để an ủi chúng ta. Chúng ta không thể né cái chuyện đi xe hơi được. Thậm chí chúng ta còn muốn đi xe hơi nữa, vì không muốn ở nhà. Nhưng đi máy bay đôi khi chúng ta cũng sợ. Một khi đã lên máy bay rồi thì mình không làm chủ được nữa. Nó bay tốt, nó không có rớt, mình cũng chịu rất là nhiều lưng chừng. Thì ở đây, những cái sợ hãi và những cái trấn an, đôi khi chúng ta nghĩ rất là tuyệt đối, nhưng không bao giờ tuyệt đối hết. Chúng bảo đảm rằng mình lái xe rất giỏi và mình lên xa lộ để mình an toàn. Nhưng mà lo lắng, mình cũng lái xe, người ta không lái xe, mình lo lắng thì nó có đáp ứng được hay không. Cái đẹp từ những cái bài pháp của Ngài Tân Cha, những thứ thí dụ rất là giản dị, nhưng mà những thí dụ này nó cho chúng ta có được một cái điểm lợi lạc là mình đối diện với cuộc sống, học ở cuộc sống những điều lợi ích. Thì thứ gì vậy? Trong mùa đại dịch, chúng tôi có dịp để nói chuyện với một số Phật tử. Một số thì cảm thấy rằng thì rất là quý báu để cho phép mình sống khác đi. Công việc làm bây giờ có cho người thân của mình, lâu nay mình muốn thì cũng có tự đối. Nhờ có đại dịch ở nhà, bắt đầu mới tụng kinh, rồi bắt đầu nghe pháp, rồi có người nói rằng có đại dịch nên bây giờ ở nhà mới thể dục, mới tập yoga. Thường thường có chiều thường chuyện đó, đúng là cái thái độ hàng ngày của chúng ta sống nó cho chúng ta cảm tưởng như không gì chết. Và do vậy chúng ta không có khẩn trương, không có cố gắng. Một khi mà mình thấy rằng cái chết là điều chắc chắn và nó sẽ đến thì chúng ta nghĩ sự việc nó khác. Ở trong kinh có chuyện là Vua Ba Thư Đặt có một lần đánh lễ đi, nhà vua tỏ thái độ rất là bơ phờ, hỏi Đức Phật hỏi tại sao, thì nhà vua mới nói rằng mặc dù con là một vị quân vương, nhưng mà bà Đức Thế Tôn con có trong ngàn chuyện phải lo, nào là chuyện xâm lăng của giặc ở ngoài biên thùy, nào là cái chuyện triều chính quan quân ở trong triều, nào là chuyện ở trong nội cung hoàng thân quốc thích, quyết định chuyện nào cũng phải liều to. Thật sự đôi lúc cô rất là mệt mỏi. Đức Phật Ngài không an ủi, Ngài không nói lời nói tội nghiệp, mà thay vào đó Đức Phật hỏi: này đại vương, giả sử như có một cái
tặng đó rất lớn, như một từ phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, nó lan đến thành xá lệ này, và chắc chắn là nó sẽ nghiền nát tất cả những thành quả dân chúng sống thái vệ. Và đại vương cũng như toàn thể thần dân trong thành xá lệ này không tránh khỏi kiếp nạn đâu. Và tảng đá nó sẽ lăn xuống vào ngày mai này. Thì từ đây tới ngày mai này, đại vương làm gì? Đại vương có bỏ chị giờ để lo âu sầu muộn những chuyện đại sĩ vương nó làm không? Nó bảo đứng thế tôi, nếu không biết rằng cái thảm họa chắc chắn bà con cùng thần dân chắc chắn sẽ chết, thì con sẽ dành chị giờ này để làm cái gì mà quý báu nhất, lợi ích nhất. Thì Đức Phật nhắc cho nhà vua thấy rằng, này đại vương, thật ra thì cái chết đó là điều chắn, chắc chắn tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Và bảo rằng mình có nhiều thời gian, thật ra không biết đâu, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Và khi Đức Phật dạy như vậy thì nhà vua cảm thấy không có buộc phiền muộn mới nữa, mà sống trọn vẹn như giờ phút hiện tại. Đó là cái kinh nghiệm sống rất là quan trọng. Mặc dù chúng ta lo về đại dịch corona, nhưng mà không có định corona thì không ai trong chúng thoát khỏi cái chết. Sống chết sẽ rời khỏi thế giới này. Và tất cả những tự danh hơn thua đẳng thức chỉ là bóng mờ của sương khói. Không có cách nào mà nó theo chúng ta hoài và nó vĩnh viễn là như vậy. Đến chứ. Vì vậy, đại dịch corona là một thời gian, một giai đoạn rất là quý. Có thể ta giết một người mình chưa bao giờ trải qua thì, nhưng mà thật sự, ít chỉ chúng ta rất nhiều lắm. Nếu chúng ta biết tận dụng, mình biết suy nghĩ. Thưa quý vị, ngày hôm nay đó, người có một phản ứng tương đối rất là quan trọng về học. Và vì vậy, thay vì chúng tôi mới bọc học phần kinh tụng, hôm nay chúng tôi muốn quý vị học phần kinh tụng sớm một chút. Và sau phần kinh tụng thì chúng tôi muốn có 20 phút để nói chuyện với quý Phật tử về một số thông tin liên quan đến đại dịch corona. Bây giờ thì không biết là sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu đang có mặt ở trước máy thì xin sư Nguyên Thông qua kỹ đọc bài Dân Đi Xa từ phân đoạn 1 cho đến phân đoạn 10. Hôm nay chúng ta đọc qua phân đoạn 11 trước. Và sau khi sư Nguyên Thông đọc phân đoạn 10 với phân đoạn số 11, và chúng ta dạ nó đi Phật, con tuân lệnh sư phụ đọc ra phân đoạn 1 đến phân đoạn 10. Dạ ni đà phụ ta ni sa ca ta dạ ni ba anh ti khe sa bê và phụ ta su ma na pha văn tu a thô bi sa ca cha su năng tu pha si ta ta ma hi ta ni sa me tha sa bê me tăng ca ro Thamaya pacha yadiva charakto charang tije balintasma hinera kata abamata yang kibin itava hurangasak gesu
Pa ya nang pa ni ta na ti ta ta gam bi bu te ra ta nang pa ni tang e te na sak che na su va thi ho tu kha yang vi ra gang a ma tang pa ni tang ya da cha ga sak ya mu ni sa ma hi to na te na tham me Na sama thi kinh chi đam bi tham mê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu giang bồ đà sê tô pa ri văn na di su chín sa ma di ma nam ta ri căn nhà ma hu sa ma di na tê na sa mô na vi cha ti đam bi tham mê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê pu gà la a tha sa tăng pa sa ta cha ta ri ê ta ni yu ga ni hôn ti tê na ki nay ya su ga ta sa sa va ta ê tê su di na ni ma hap pa la ni i đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê su pa yu ta ma na sa đa hê na ni ca mi no go ta ma sa sa nam hi tê pa ti pa ta a ma tăng vi gê a la đa mu đa ni bồ tiên phung cha ma am na i đam bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu gia thiên đa kỳ lô pa ta vin chi tô si gia cha tô phi hoa tê phi a sâm pa cam pi yô ta thu pa mang sup pu vi sang va đa mi yô a ri đa sắc cha na a vẹt cha pa sa ti i đa bi sang khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô Tu ariya sacca ni vipa vayang ti gampi rapanye na sude sita ni kincha pite hon ti fusap bamata na te pavang athamama ni yang ti idam bi sangke rata nang pani tang e te na sakche na suva thi ho tu saha va sada sana sambada yatayo thì thầm ma cha hi ta pha văn thì sắc ca và điếc thì viết chi kiến chi tăng cha si la ba tăng ba bị gia đa thì kiến chi cha tu hà ba dê thì cha viết ba mu tô cha cha phi tha na pha bồ ca tum y đam bị sanh khê ra ta năng pha ni tâm ê tê na sắc chê na su va thi hô tu kiến cha bị số cầm măng cà rô ti pa pa căng cà dê na cha dù ta chê ta sa va a pha bồ sô ta sa pha ti cha đa dạ pha ba ta đi tha pa đa sa vô ta y đam đi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu. Dạ kính sư phụ, con đã đọc xong 10 đoạn. Bây giờ con xin trao mãi lại cho đạo tràng. Thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Dạ. Xin trường chư Minh Thông. Chú vị, bây giờ chúng ta bước qua phân đoạn số 11. Quan Áp và Cấp Vị. Quan Áp và Cầm Vị. Quan Áp là chữ quán ác là rừng, quán áp và cầm về là cây cao ở trong rừng, quá ngắn, dạ, quán áp dài, bá ngắn, gầm dài, bê dài, quán áp và cầm về, giá tha là giống như giá ngắn, tha dài, phu sĩ là đốm đầy hoa nở, là cái cây mà nó được điểm đầy hoa, được tô điểm đầy hoa gọi là phu sĩ tắc kê. Gimha Namase, dạ, Gimha Namase, Gimha Na, là mùa hè, Gimha Namase là những tháng ở mùa hè, dạ, Bhatamasmin Gimhe, dạ, Gimhe hay Gimha là mùa hè, nhưng Bhatamasmin là đầu tiên, đầu của mùa hè. Ở đây thì nó có cái khác biệt giữa những cái xứ mà như chúng ta ở Mỹ chúng thấy là tháng 3 như hiện tại bây giờ là tới mùa xuân hoa nở, nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta về các nước Á Châu thì
chúng ta thấy rằng từ tháng 3 đến tháng 6 là mùa nóng, mùa khô, nóng lắm. Và cái mùa xuân của chúng ta thì hoa không nở nhiều, nhất là vùng nhiệt đới. Và cái sự khô cằn đó nó sẽ thay đổi khi mà bắt đầu sau mùa hạ, cái mùa monsoon thì mưa xuống vài trận. Và khi mưa xuống vài trận thì bắt đầu cây nó bắt đầu nó không có nở hoa mà nó đâm chồi nảy lộc, rồi sau nở hoa. Và do vậy ở bên chúng ta đó thì như cơn mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi, nó khác với mùa xuân. Mùa xuân ở trong văn học và mùa xuân ở Mỹ thì mùa hoa nở, nhưng mà chúng ta thì bây giờ mà sống tới tháng 6 thì cây nó vẫn còn, nó vẫn còn coi khóc, nó còn khô. Nhưng mà cái mùa monsoon là mùa hè, là mùa mưa nhiều. Mưa nhiều thì bắt đầu cây đâm tròn trồi nảy lọc và nó đều hoa. Dạ. Tắc tha pa măng. Dạ, tắc tha pa măng. Tắc tha là như vậy. Úc pa măng là tương tự. Tắc tha pa măng là tương tự như vậy. Tham mốc ở đây là chánh pháp tối thượng. Dạ, chánh pháp tối thượng. Adesayi là được ngài thuyết, được Đức Phật thuyết. Dạ, Adesayi. Adesayi là thuyết. Adesayi là được thuyết bất biến quá khứ phần tiền. Nibbanakamin là dẫn đến Niết Bàn hay dẫn đến sự tịnh tịnh. Paramang, Paramang tối thượng. Hitaya là lợi ích, lợi ích tối thượng. Đức Thế Tôn thuyết giảng Pháp đưa đến Niết Bàn, tịnh lạc và thủ thắng lợi chúng hưởng tịnh. Ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Ilam vibhuthya ratanang bani thang. Do vậy chính Đức Phật. Erite na sache na suat hu hu hu. Là cho báo thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành một hạnh phúc. Chúng ta đọc lại một lần rồi sau đó chúng ta đọc lại 10 lần thứ vị. Pandapakampe yatha pusitake kim ha namase patmasmin kim he tatu patmang thamak warang adesayi nipana gamin paramang hitaya ilam bibuthea ratanang banitang ete na sache na suvati hotu panapakum he yatha kusitake kim ha namase patmasmin kim he tatu patmang thamak warang adesayi Nibbana kamin paramang hitaya. Ilam vibhuthya ratanang banitang ete na sache na suvati hotu. Panapakampe yatha pusitake gimhanamase patamasmin gimhe tathupamang tamakwarang adesai nibbana kamin paramang hitaya. Ilam vibhuthya ratanang banitang ete na sache na suvati hotu. Sajena suvati hontu anapakampe yatha pochita ke gimha namase patamasmin gimhe tathupamang dhamma varang adesayi nibbana kamin paramang hitaya idam vibhuthya ratanam banitang etena sajena suvati hontu anapakampe yatha pochita ke gimha namase Vātama-śmīṅgīmhe tatsūpa-māṅ thāma-vārāṅ ade-sa-yī-nī-pāna-gā-mīn-bāra-māṅ Hitā-yī-idāṁ-bī-lu-te-ra-ta-nāṅ-te-na-sā-je-na-su-vā-ti-hu-tu-kvā-nā-yatā-pho-sitā-ke-gahā-nā-mā-se
bát sa ma phi ngim he tat thu pa mang tham ma qua rang a đề sa di ni pa na ga min bát sa mang hi ta yi i dam di ba da sa nam ba ni ta nghe te na sa chi na so wa ti ho tu wa na pa gam pe tha vô chi ta kê gim ha na ma se bất sở viên ma ba tha ma smin gim he tat su pa mang tham ma wa rang a đề sa di ni pa na ga min ba ra mang hi ta ye i lam bi bu the ratanang ba di tang e te na sa che na su wa ti ho tu wa na ba gam pe ya tha vô chi ta ke gim ha na ma se bất sở ma smin gim he tat su pa mang tham ma wa rang a đề sa di ni pa na ga min pa ra mang hi ta ye i lam bi bu te a ra ta nang pa ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu wa na pa gam pe ya tha pu chi ta ke ni ga nu pa mang tham pa wa ra sa di ni pa na ga min pa ra mang hi ta ye idam tanam bani tang e te na sa chi na so wa ti ho tu wa na pa gam be yatha pu chi ta ke ye ma na ma se pa tha ma swing gi me ta tu pa mang tham ma wa rang a de sa yi ni pa na ga men pa ra mang hi ta ye idam bi bo te ra ta nang bani tang e te na sa chi na so wa ti ho tu wa na pa gam be yatha pu chi ta ke gi ma na ma se pa tha ma nhìn kim ba mang tham ba wa ra nga ni pa na ga min ba ra mang hi ta ya i dam bi bo the ra ta nang ba ni hi ta nge na su ho tu ana ba ga pe ting ti ra ho chi ta ge gi ma na ma se ba tha ma s min gi me ta tu ba mang tham ba wa ra a de sa chi ni pa na ga min ba ra mang hi ta ya i dam bi bo the tatanang bani tang e te na sa che na su wa ti ho tu wa na ba gam pe ya tha pho chi ta ke gi ma na ma se ma tha ma swi gi he ta tu pa mang tham ma wa rang a de sa yi ni pa na ga min pa ra mang hi ta ye i dam bi bo te a ra ta nang bani tang e te na sa che na su wa ti ho tu. Bây giờ thì để thỉnh sư Nguyên Thông và cô Lan Diệp Nguyệt Quang thì cô check lại email á, chứ có thấy cho nó có gửi lại cái bản mới, tại vì lúc làm nó không có quên save lại, thành ra nó gửi đi bản cũ, cô thì cô coi lại giùm chứ, dạ, để quý cô lại và post được cái bản mới, cái email mới gửi. Bây giờ để không biết sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không, thì sư đọc ba lần và chắc sư Nguyên Thông không nghe được, để quý vị hả cô? Dạ, sẽ gửi lời nghe cho quý vị. Bây giờ, dạ thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con tuân định sư phụ đọc ba lần bài số 11. Vanap bagum be yatha fu si tak ge gim ha na ma se pathamas min gin he tatho pamang tham mavarang ade sa jinip ba na ga min paramang hita je idam bi bu the ratanang panitang e te na sak che na suva thi bagum be yatha fu si tak ge gim ha na ma se pathamas min gin he tatho pamang tham mavarang ade sa jinip ba na ga min paramang hita ya idam bi bhut the ratari tang e te na sak che na suva thi ho tu va na bagum be yatha fu si tak ge gim ha na ma se pathamas min gin he tatho pamang tham ma văn a đê sa di nip ba na ga min pa ra măng hi ta ya i đam bi bu thê ra ta năng pa ni tăng e tê na sắc chê na su ba thi hô tu. Dạ, con xin trao mai lại cho đạo tràng. Dạ, xin hỏi cô Thủy Duyên, cô Thủy Duyên có đọc được không? Um,
Dạ cô, dạ mời cô chị. Con thành kính lễ Đức Phật Đáp Chư Tăng, là con kính tri ân ngài Giác Tăng. Xin phân đoạn 11. Ủa sao lại tôi vẫn không nghe hả? Dạ xin hỏi đạo tràng có nghe âm thanh của tự nhiên không ạ? Alo alo, 1 2 3 4. Dạ cảm ơn. Chỉ có một mình tôi vẫn không nghe. Dạ cảm ơn. Dạ bây giờ con xin đọc bài. Dạ một mình bắt để lại. Vanapagumbeyatapositagimhanamase patamasingimhe Namase Patamas in Gim He Tatu Ba Mang Tham Mo Ba Rang A Đề Sa Yi Ba Na Ga Minh Ra Mang Hi Ya Yi Vô Thề Ra Tha Nang Thề Na Sa Chê Na Su Wa Ti Ho Tu An Na Pa Gum Bê Ya Tha Phu Si Tát Ghe Gim Ha Namase Patamas in Gim He Tăng Tham Một rằng thi nghiệp bà nát gà mình Bà ra mặn hi tà và y đầm bí bút thề ra tâm năng bà nê tăng Ê tê chê nà su quá thi hô nà bà gồm bê Nha thà phô si tát ghê ghim hà nà mà Sê bà thà mát nhìn ghim hê tà thù bà mặn thầm mà quá rằng A đê sa yi nghiệp bà nát gà mình Bà ra mặn là nhà bị cố thể ra tăng năng bà nị tăng Ê tê nà sa chê nà su quá thì hồ tu. Dạ, tự nhiên là đọc xong. Dạ bây giờ là tín hiệu của thân thể. Dạ sa thú sa cứu kính cảm ơn cô Thủy Diên. Con Thanh Thủy, con kính lễ chư công đức thanh ni. Kính chào quý đạo hữu, con xin đọc phân đoạn thứ 11 của bài kinh Châu Bảo. Vana pagum be yatha pusitak ye him ha namase patamas min him he tatu pamang tham magwarang ade sayinipa nagamin paramang ta ya y đăng ti bút thề ra ta nàng ba ni tăng e tê na sát chê na su vát thi hồ quan nắp ba gùm bề ya tha hô si tắc ghê kìm hà na ma sê ba tham Yim he tatu pa mang tham ma wa rang a de sa yi nip ba na ga min Ba ra măng hi ta ya ng vi phút thề ra ta nâng ba ni tăng Thề na sát chê na su wa thô Wa na Ba gùm si cắt chê Hìm hà Na ma Mình hìm thề Ta thù pha măng Tham ma qua rằng a đề sa di nít bà na gà mìn Ba ra măng hi tà yay đằng vít bút thề ra ta nâng ba nì tăng ê tê na sắc chê na sắc quát thi hồ tú. Dạ con đọc xong. Con kính chuyên đạo tràng. Sau đây chúng mất cho tự mẫn ha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ em cảm
ơn sự nhật của Quỳnh Xích Thanh Thủy. Dạ, con từ mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư và quý đạo hữu trong đạo tràng, cô tu nữ. Con xin đọc bài phân đoạn 11. Sau khi con đọc ba lần, con xin quý sư cho con kể một lần nha. Nam mô Bụt Hà dạ. Vana ba gum be yak tha bút si tay gim ha ma na se tha ma min gim he ta thu ba tham ma rang a ye sa di nip ba na ga min ba ba ra nang hi ta ya i dang bi bút the ra ta nang ba ni tang e re na sak ye su wa thi ho tu. Qua na ba gấp về yết tha bút sinh tắc ghê gim ha ma na se bắc tha mát mình gim hệ ta thù ba măng thầm ma qua rằng a ye sa di nip ba na ga mình ta ra năng hi ta ya y đằng bi bút thề ra ta năng ba ni tăng e tê nê na su wa thi hồ tu. Vanappa gumbe yattha bhusittak ge gim ha mana se bhaktha mat min gim he ta thu ba mang thamma varang a ye sa yi nippana ga min ba baranang hitaya idang bi bhukhe raptanang ba ni tang e te na sak je na suwa thi ho tu. Qua nắp ba gâm bê và thả bút sinh tắc ghê Gìm hà nà mà xê ba thác mát mình gìm hê Tà thủ ba măng thầm mà hoa răng A dê xa dì Nịp ba nà gà mình Baramang Hitaya Idang Bibukhe Ratanang Banitang Etena Sakchena Suwati Hotu. Dạ Nam Mô Bụt Hà Dạ, con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Dạ con xin xuống mít nhường lại cho Xích Lạc Lê. Nam Mô Bụt Hà Dạ. Dạ, dạ xin cho hỏi âm thanh có nghe rõ không Nhật Huỳnh? Dạ cảm ơn Nhật Huỳnh. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt, cảm ơn cô Tị Duyên. Dạ cô Tần Đạo, dạ Hạnh Thủy. Dạ Nam Mô Bụt Hà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, dạ Nam Mô Sang Kha Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, con kính đảnh lễ Đại Đức Nguyên Thông. Dạ con xin đọc câu số 12 dạ. Qua nắp bà ghim bê giác thà, hú sĩ ta ghê ghim hà, nam mà xê bà thầm ma mình hìm ghê, ta thù bà nằm thầm ma qua rầm, A đề sa di ni pa ba na ga mi ba ra mang hít ta ya y đằng pi put thề ta ta nằng ba ni tăng e te na sa che na chút qua ti hòn tu qua nắp ba gìm bê rắc thà phu si ta ghê gìm hà na ma se pa ta ma mình gìm hề ta phu ba mang thầm mà qua rằng a đề sa e đề sa chi di ni pa na ga min ba ra mang hi ta ya i đằng pe pu the ra ta nang pa ni tang e te na sa cha na sa che na chu qua ti ho tu qua na pa gim he bim be
đất nhìn về đất thà bút si gắt tề hiềm hà nam mát sẽ bát hà mắt mình hiềm hề ta thu ba mặn thầm mắt quá rằng a đề sa di ni pa na ga mình ba ra mặn hít ta ya ít đằng pi bút thề ra ta nặng ba nì tăng e tề na sa chê na su quá tì hồn tu. Dạ con kính đảnh lễ đại đức Hợp Tiên. Dạ con xin đọc vừa xong câu số 12, bây giờ con xin nhận biết lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Dạ sa thủ kính khắp ơn Tam Phương. Nam mô Bích Hai giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính vừa quan năm vào đào tràng. Như Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Hoàng Nguyệt, cảm ơn cô tu nữ Tây Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ. Con xin đọc một lần ạ. Chắc là vừa đủ thời gian để sư nha, cho tin tức ngày hôm nay. Dạ, kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, còn một phút đọc lần đủ rồi, đăng dòng việc. Quan áp ba gồm bề gia tha phùa sĩ tạp ghê ghiêm hà na ma xê ba tham át minh ghiêm hê ta thù ba măng thầm á qua răng đề sa di nít ba gá mạ gà minh ba ra măng hi ta giá y đăng bị bùa thề ta tàn năng mà nê y tăng ê tê na sát chê na sư qua thì hô tụ. Dạ, cũng còn dư dở hôm sau năng công việc đọc không đưa tay lên mấy những Quỳnh thỉnh sư ạ. Năng dẫn nguyên đọc không đọc thì đưa tay lên đi, còn mấy nhiều Quỳnh thỉnh sư nha, thỉnh sư ha. Dạ, nam mô Bích Hai giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi trở lại đạo tràng ạ. Con kính dân minh đến sư ạ. Xin thưa tôi sư Nguyễn Hồng Vân của Thị Duyên và tất cả quý Phật tử. Đại đức Phúc Tính, quý đại đức Phúc Tính có nghe được không? Nếu đại đức Phúc Tính đang ở trước máy, xin thỉnh đại đức Phúc Tính cầm mic để chia sẻ một vài lời với quý Phật tử. Mấy hôm nay thấy đại đức Phúc Tính ngồi trung trung nhưng mà không có thỉnh được đại đức Phúc Tính có vài lời chia sẻ nhân mùa thời kỳ đại dịch. Thứ gì có lẽ là đại chúng tính không nghe được chúng ta hay là không ở trước máy. Hôm nay thưa quý vị, chưa muốn có một vài cái thông tin. Những thông tin sau đây là dựa trên một bài viết của một vị giáo sư và cũng là vị bác sĩ. Ông có tên là Bernard Moon. Ông là giáo sư của Đại học Johns Hopkins. Như chúng ta biết, Đại học Johns Hopkins University là cái trường y khoa có thể nói là hàng đầu của Hoa Kỳ, rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ. Và một vị giáo sư ở trường, dĩ nhiên ông viết bài rất nghiêm túc. Ở trong bài viết này thì ông có định nghĩa về cái chữ virus. Chữ virus ở đây tôi nói rằng chúng ta có hai chữ được đề cập đến nhiều là chữ bacteria và chữ virus. Bacteria thường chúng bị là vi khuẩn. Vi khuẩn tức là một cái đơn bào của sự sống. Nhưng mà chữ virus mà dịch là vi trùng thì chữ thực sự không có chính xác. Tại thực sự thì cái chữ virus nó không phải là một con vi trùng. Do đó về sau này chúng ta thấy ở Việt Nam cũng có cái hay là người ta không dịch là vi trùng mà người ta dịch là ta để nguyên, ta đọc sang tiếng Pháp gọi là virus, virus sang tiếng Pháp. Thì như là corona virus, ta gọi là COVID. Thì thật ra cái virus ấy, nó là một cái chất protein, nó sống dựa trên những cái đơn những cái tế bào. Nhưng mà những cái protein nó có ác tính, nó tàn phá, có sự tàn phá. Từ nó không phải là một cái đơn bào mà chúng ta gọi là living organism. Nó không phải là một cái tế bào, đơn bào như vậy.
mà thực chất nó là loại một cái protein. Thì thứ vị đặc biệt là cái chất protein này nó được bảo vệ bởi một cái lớp nó gọi là lipid. Lipid chưa từ một cái loại tương đương với chất fat, tức là chúng ta đã gọi là chất gọi là chất béo. Dạ, nó là một chất béo. Thì cái chất fat này, chất béo này thôi, chúng ta không thể giết ra được. Cái protein này chúng ta không thể giết được, nhưng mà chúng ta có thể hiểu được cái tình trạng của nó là nó sống tùy theo cái nhiệt độ, độ ẩm và cái tình trạng của cái đơn bào mà nó bám vào cái phân tử. Quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Chúng tôi đang gặp trục trặc. Dạ. Thì thứ vì cái sợi bông nó lại là nó diệt cái phát đi. Dạ, nó diệt cái lipid. Thật ra người ta khuyên chúng ta là một ở trong những thượng sách là chúng ta phải rửa tay và rửa rất kỹ. Dạ, rửa rất kỹ. Thì cái sợi bông mình nghĩ là những loại sát trùng mà nó mạnh như kỳ thật cái sợi bông nó đủ để nó tiêu diệt cái virus này. Một thứ khác mà nó cũng có thể tiêu diệt được cái virus này. Đó là nước ấm hay nước nóng. Và đặc biệt cái độ phát này nó dễ tan chảy bởi một cái độ ấm trên 25 độ C, tức là trên 77 độ F. Có nghĩa là nếu trong trường hợp cực chấn đã mà chúng ta không có xà bông, mình chỉ khó mở nước nóng. Quý vị nào mà thường biết cái độ bộ nóng 25 độ C nó không có nóng nhiều đâu, hay là 77 độ F nó không có nóng nhiều đâu. Dạ. Chúng ta hàng ngày chúng ta sẽ cảm nhận được mở nước ấm rồi rửa tay rửa kỹ. Dạ. Thì cái độ ấm nó có thể làm, nó có thể giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong trường hợp này. Dạ. Tức là cái chất phát nó bao cái virus nó sẽ bị tan chảy đi ở trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái nước rửa tay với cái nhiệt độ cao hơn là 25 độ C, tức là 77 độ F. Và có một thứ khác nữa mà nó kỵ cái virus, đó là cái độ cồn của chúng ta gọi là alcohol đó, cái độ cồn trên 65 độ. Dạ, 65 độ thường tôi bảo đảm cho lấy 70 độ hay là 90 độ, nhưng mà trên 65 độ là nó làm cho cái tóc tan biến mất. Và rồi nó cũng có một cái dung dịch khác là cái nước tách đó, chúng ta gọi là bleach, nước tách mà giặt đồ đó, hay nước tách có khi chúng ta rửa nhà đó. Thì nước tách này chúng ta có thể pha 1 phần nước tách với 5 phần nước. Dạ, 5 phần nước. Và mình lao vào nhà thì nó cũng giết được cái virus này. Nhưng mà chúng tôi phải rất là cẩn thận, là vì sử dụng nước tách đó, không khéo nó ăn vô tay, nó hại tay. Chúng ta nhớ vì tâm chúng ta dùng nước tách để mà mình tẩy những vết bẩn đó. Nếu không khéo nó tẩy vào, nó từ đó rất là mạnh đó. Yeah. Những cái virus này nó tồn tại ở trong cái điều kiện như là những cái giọt sương rất là li ti, những giọt sương rất ẩm, li ti. Và do vậy, khi mà chúng ta đi đâu về, người ta khuyên là mình không nên vũ áo. Mình vũ như vậy nó bay lung tung. Dạ, yeah, vũ lung tung. Do vậy, và khi nó bay ra, nó sẽ nằm ở trên cái sàn nhà. Và nó cái sàn nhà nó tồn tại rất là lâu. Chứ nó không có như là chúng ta nghĩ là
trong cái ứng tính của người ta đó là nó tồn tại lâu hơn là chúng ta nghĩ. Có thể 3 ngày 72 tiếng hay là thể là 2 ngày 48 tiếng, phải rất là cẩn thận. Ở đây người ta nói rằng trong cái nghiên cứu mà được xác đáng nhất là cái virus này nó không có đi vào cái tay của cái da của chúng ta được. Nếu cái da chúng ta không bị thương, không bị thương tích, từ khi chúng ta bị thương tích thì nó vào được. Thường nó qua mũi, qua mắt, qua miệng, mũi mắt miệng. Cái đó là cái mà là những nơi mà chúng ta cần phải quan tâm kỹ, chúng ta đặc biệt chú ý. Còn nếu cái tay mà chúng ta lỡ đụng vào thì không phải đụng vào tay mà virus nó vào liền. Nếu sau đó chúng ta đi rửa tay, bởi vì họ khuyên là chúng ta nên rửa tay thường là vậy. Thí dụ như là mình có thể bước vào trong siêu thị, mình đẩy cửa siêu thị bị lây nhiễm hay là mình đẩy xe, nhưng mà sau đó thì chúng ta rửa tay liền. Rửa tay, đi ông về quan trọng là rửa tay. Đừng bao giờ để cái tay đụng vào mắt và mũi và miệng, đụng vào mặt chúng ta. Thì như vậy là được. Ở đây nên lưu ý là giấm và rượu, kể cả rượu mạnh vodka đó, thì không đủ sức để cái virus này. Anh ta nói rượu vodka ở đây thì ông nói rằng nó mạnh nhất thì khoảng chừng 40 độ cồn. Mà 40 độ cồn không đủ sức để giết virus, mà nó phải lên tới 65 độ cồn. Và có một cái thứ khác mà có thể giúp chúng ta, nếu tạm thời chúng ta không có những thứ khác, đó là cái nước Listerine. Listerine là cái nước mà súc miệng. Cái nước súc miệng thì họ nói cái độ cồn lên tới 65% alcohol là vừa đủ để giết, để giết cái những con virus này. Cũng theo vị giáo sư của đại học Johns Hopkins thì ông nói rằng cái môi trường mà con virus này tồn tại lâu đó, đó là cái môi trường bị đóng kín lại. Đóng kín, ví dụ cái nhà bị đóng kín, hay là ở trên máy bay, hay là ở trên như chứ thấy ở trên du thuyền, người ta có máy lạnh họ đóng kín lại. Thì người ta nghiên cứu cho thấy rằng ở cái nơi nào thoáng tức là gió ra vô được thì cái virus nó chết mau hơn là khi đóng kín lại. Thì nếu chúng ta ở cái nhà chúng ta ở nhà mà tương đối là có rộng có thoáng thì chúng ta cố gắng mở cửa thỉnh thoảng, và nếu không có chúng ta không có gặp vấn đề gì thì chúng ta cố gắng mở cửa cho thoáng, đừng để trong nhà mà cái độ ẩm nó cao quá, độ ẩm cao quá hay là nó đóng kín quá, nó không có tồn tại, nó không có lợi cho chúng ta. Khi mình rửa tay, mình dùng cái loại mà nó chống lại cái làm khô da chúng ta mà nó càng nhiều càng tốt. Và ở trong đây thì ông cũng khuyên là chúng ta nên cắt móng tay. Cắt móng tay, điều này chúng tôi cũng khó nói, tại vì đàn ông thì rất dễ đàn ông cắt móng tay, nhưng mà người nữ thì thường hay để móng tay dài. Những người để móng tay dài phải cẩn thận, tại vì cái móng tay nó là nơi mà vi trùng mà nó bám vào thì rất là khó để chúng ta tẩy rửa. Chúng ta có thể tẩy rửa. Không biết là có thể tức là khuyên là mùa ở trong thực nghiệm đại dịch đang hoành hành, chắc tốt hơn hết là để móng tay ngắn thì tốt hơn. Thưa quý vị, đó là vài cái nghiên cứu mà nó mang cái tính rất là khoa học của một vị giáo sư của đại học Johns Hopkins, một đại học y khoa rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ. Thì chúng tôi mong rằng những điều này nó giúp ích cho chúng ta rất là nhiều về cái sự quan tâm chăm sóc cho mình. Đã nói rất là nhiều lần ở trong những ngày vừa qua, đó là săn sóc tốt cho mình, tức là chăm sóc tốt cho người thân của mình. Mình nghĩ rằng mình khỏe, mình trẻ, không có vấn đề gì. Đôi khi mình trở thành một cái người lây nhiễm, có thể mình không chết vì lây nhiễm đó, nhưng mình đem ra mình truyền cho người khác, truyền cho người khác nữa, thì chúng ta không ai muốn như vậy. Chúng ta muốn rằng mình đã bình an rồi, mà mình không phải là người lây nhiễm cho người khác.
nên chúng ta phải đặc biệt rất là cẩn thận. Trước khi chúng tôi chia sẻ sang phần tiếp theo thì xin một lần nữa hỏi Đại Đức Pháp Tính, không thể không biết Đại Đức Pháp Tính có nghe và có ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy, xin Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ cho biết. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi muốn bước qua một cái phần khác. Điều mà chúng tôi muốn trình bày ở tại đây đó là riêng về mặt tinh thần. Đời sống tinh thần của chúng ta ngày hôm nay bị chi phối bởi rất là nhiều điều. Và chúng ta phải cẩn thận đối với những cái liên mạng xã hội. Chúng tôi nói liên mạng xã hội như là Facebook hay là trên mấy cái diễn đàn hoặc là ở trên YouTube. Tại sao là cái người mà nói chuyện có trách nhiệm, phổ biến những tin tức có trách nhiệm thì nó ít, mà những tin tức mà có trách nhiệm gần thì cũng hơi nhiều. Và chúng ta không khéo thì tinh thần của chúng ta rất là chao đảo. Mà thật ra đây là thời gian mà chúng ta rất là cần cái tinh thần rất là ổn định. Cho vì nếu chúng ta có bất cứ tin tức nào, chúng ta có bất cứ tin tức nào mà chúng ta thấy rằng muốn, ví dụ họ nói họ tìm ra được một cái máy để test về virus ở trong bao nhiêu phút có kết quả, thì chúng ta chỉ cần dùng Google chúng ta đánh cái đó, thì chúng ta nếu có thì chúng ta thấy có rất nhiều hãng thông tấn họ gửi tin đó đi, chứ không phải là trường hợp mà khó tìm. Ý chúng tôi muốn nói là không phải là chúng ta nghe hoàn toàn tất cả những cái tin tức của các hãng thông tấn phải có hết, nhưng mà đa số những cái tin lớn, những cái tin xác thực thường được đăng tải bởi rất nhiều, tại vì hãng thông tấn nào họ cũng gửi những tin đó đi hết. Còn những tin nào chúng ta không nghe ai nói gì hết mà chỉ nghe có ông A, ông C chỉ gửi riêng cho chúng ta, nhất là gửi riêng qua email mà nói nghe có vẻ tin riêng, tin đặc biệt, thì chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ có đặt một dấu hỏi, đặt một câu hỏi, chúng ta cần phải kiểm lại. Người chúng ta thì bây giờ người ta viết cái tin rất là dễ khả tính, người ta nói chuyện này chuyện kia dẫn chứng này kia, nhưng thật sự không có cơ sở, phải rất là cẩn thận. Thí dụ như là ở trong thời gian vừa qua, thưa quý vị, có một ông bác sĩ, ông bác sĩ Chelenko, bác sĩ Chelenko, ông này là người mà ông Vladimir Chelenko, ông là người bác sĩ mà ông là người Mỹ gốc Nga. Ông ở trong một cái thành phố ở trên New York, đúng là một cái trấn nhỏ trên New York, và ông đã có tuyên bố rằng ông đã trị được mấy trăm người hết bệnh bằng cái thuốc sốt rét, và cái tin đó được lan tràn đi khắp nơi. Dĩ nhiên là chúng ta rất là mong mỏi chờ đợi như vậy, nhưng mà nếu quý vị muốn thì có những cái link mà chúng ta đọc kỹ với bác sĩ này, là ngay cả cái người ở chỗ đó họ cũng đã lên tiếng. Đó là một cái thành phố nhiều người Do Thái, họ đã lên tiếng yêu cầu ông này đừng phổ biến tin tức như vậy nữa, tại vì nó không có số lượng như vậy người bệnh ở trong cái làng đó, ở trong thị trấn đó, và cái tin này có thể cái sốc nổi nhiều hơn là tin xác thực. Đó là một điều mà chúng ta rất cần để kiểm nghiệm. Và cũng xin thưa rằng thuốc ký ninh hay là thuốc trị sốt rét, dù là thuốc sốt rét nào phải rất là cẩn thận. Nếu có uống thì nên hỏi bác sĩ và nên được cho phép bác sĩ, không nên dùng bừa bãi. Thì đó là một thí dụ là nếu mà chúng ta nghe nhiều lần thì tự nhiên mình mất đi cái niềm tin. Thật ra thì chúng tôi chỉ tin tưởng rằng sớm muộn gì người ta cũng tìm ra thuốc, tại vì bây giờ cái công cụ nghiên cứu người ta giỏi lắm. Có bao nhiêu người hiện nay chúng tôi biết hãng Roche ở bên Thụy Sĩ đó, người ta đã tìm ra một cái thuốc mà đã áp dụng cho chuột thấy có kết quả, nhưng mà từ áp dụng chuột rồi đem vào thử nghiệm ở người rồi xem có cái phản ứng phụ hay không, nó mất thời gian. Thật ra mặc dù có gì vậy nhưng mà người ta chưa có đưa những tin tức sắp nổi lên, mà họ chỉ cho biết rằng đối với chuột thì có kết quả như vậy. Và thường thường thì nó là cho một cái bước đầu rất khả quan.
Về mặt tinh thần thì thứ vị cách tốt nhất ở trong mùa dịch này rồi. À, như chúng ta nghe một số các bài đọc ở trong những ngày vừa qua, à, chúng ta nên tìm những bài học có ý nghĩa trong mùa dịch này. Thí dụ là mình tập niệm hơi thở, tập niệm tâm từ tâm bi, à, chúng ta học quán vô thường, khổ vô ngã, và chúng ta học cách sống một mình, và cũng là lúc chúng ta học để quan tâm đến những người xung quanh mình. Cái câu nói mà chúng ta nghe rất là quen thuộc là thà thắp lên một ngọn nến hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Thì lúc hoàn toàn sẽ áp dụng được ở tại đây. Thì vì mình ngồi, mình lo lắng, mình rầu rĩ, đọc tin tức mỗi ngày xuống tinh thần, thì chúng ta cố gắng giúp những người xung quanh, ít nhất là tìm cách để cổ động tinh thần cho mọi người. Chúng ta thấy rằng có những cái hình ảnh rất là đẹp. Ví dụ như có một số các bác sĩ họ phục vụ ở trong các bệnh viện, họ đã biết di chúc, tức là họ nghĩ rằng rất có thể họ bị lây nhiễm và họ sẽ chết. Cái con số bác sĩ y tá bị lây nhiễm và chết rất cao cho mình. Và những người này đang đối diện cái chết, có khi họ không có cái chỗ ngủ đàng hoàng, có khi họ không có bữa ăn đàng hoàng, và những bữa ăn của họ là do ở một vài nơi trên thế giới là do những người họ tên người họ nấu, họ mang đến họ cho ăn, tức là mình ăn cơm thí, cơm người ta cho mình ăn, bác sĩ y tá tội nghiệp như vậy. Họ là những hình ảnh đẹp mà chúng ta có thể nghĩ lại trong cuộc sống. Và thứ vì ông bà chúng ta ngày xưa nói rằng thời nào cũng anh hùng, thời nào cũng có kẻ khùng người điên. Câu nói đó cũng chính xác ở trường hợp này. Đúng là thời nào cũng có anh hùng, thời nào cũng có kẻ khùng người điên đó. Chúng ta có thể tìm thấy tấm lòng những con người rất là đẹp, và những điều đó cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của Phật Pháp ở trong đời sống hàng ngày. Nên mong rằng tất cả chúng ta sẽ nhìn thấy cái mùa thời gian đại dịch này nó là một cơ hội. Thật ra ở trong đời người có thể chịu, mình chỉ có thể gặp một lần hai lần gì đó, chắc một lần, đa số chúng ta gặp lần đầu tiên. Mình trải qua đó, mình học được rất là nhiều. Và làm sao mà nói giờ Thanh Liêm là mình đi ngang một khu rừng, ở đó có nhiều gai góc hầm hố, nhưng mà mình giữ được, mình khỏi bị trầy, khỏi bị sức bình an, đó là quý rồi. Thì mong là chúng ta giữ được thân an lạc, thân lành mạnh và tâm được an lạc, đó là điều rất là quý. Và đừng giao phó chuyện đó cho hên xui, mà nếu chúng ta có đời sống tích cực thì chúng ta cũng làm được. Chúng tôi không nói tuyệt đối, nhưng mà tuyệt đối chúng ta tránh được rất là nhiều. Và trong nhiều bản thống kê cho thấy rằng nếu mà người ta nghĩ sớm và chịu khó phòng chống những biện pháp an toàn như là giảm thiểu đi lại. Thật ra cái chuyện mà chúng ta không có ra chợ, chúng ta không đến chỗ đông người, không tụ họp, không phải chỉ thương mình mà còn thương những người xung quanh mình, thương xã hội, thương cuộc đời. Ở Việt Nam mà ta cổ động là một người nước thì chịu khó ở nhà, và ở những nơi khác thì chúng ta thấy rằng người ta nói mình thương nhau thì giữ khoảng cách với nhau. Họ nói như vậy không phải là tình cờ vô lý, mà cho đến giờ phút này thì bớt tiếp xúc thì đã giảm thiểu lây lan. Giảm thiểu lây lan là góp phần nào để kiểm soát được bệnh dịch và chúng ta sớm ổn định. Nên chi một sự đóng góp rất là tốt cho chúng ta trong thời gian này là đừng biến mình thành một cái super spreader, tức là đừng biến mình trở thành một cái người siêu lây lan, đem cái virus từ nơi này sang nơi khác nếu chúng ta không khéo. Do vậy chúng tôi xin thưa rằng nếu quý vị không có chuyện gì thập tử nhất sanh, không có chuyện gì quá cần kiếp, chẳng đặng được chuyện sanh tử, thì mong tất cả quý vị ở nhà. Và chúng tôi cũng mong rằng qua mùa đại dịch còn gặp lại tất cả quý Phật tử ở tại đây để cùng nhau chúng ta có thể nhìn lại những ngày tháng ở mùa đại dịch chúng ta đã chia sẻ như thế nào. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Môn Phật Học Buddha Dhamma. Cùng chúc rằng tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình một buổi thời gian.
Thành lập. Vâng lời Đức Thế Tôn chỉ dạy,